Xin chào các bạn đến với nhà đẹp CanCX. Ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một mẫu nhà phố rất là đẹp, được thiết kế tại quận 2 do 2X thiết kế. Công trình gồm có một lầu dưới, lầu trệt và một sân phơi kết hợp với kho ở phía trên. Và giàn hoa phía trên này rất là đẹp và lung linh. Thế đất của công trình rất là chéo nên là rất là khó để có thể lên phương án. Và đây là mặt bằng phối cảnh của công trình. Bây giờ ta sẽ trở lại với mặt bằng công năng của công trình trước. Công trình có chiều sâu của công trình là 14,25m và chiều ngang của công trình là 4m. Đây là sân trước của công trình. Các bạn có thể thấy là thế đất của công trình rất là chéo. Đây, cửa sẽ phải làm chéo thế này. Bước vào sẽ là phòng khách. Rồi, phòng ngủ. Đi lên lối cầu thang. Phòng bếp ở phía sau này. WC. Đi lên lối cầu thang sẽ là mặt bằng tầng 1. Đi về phía sau sẽ là phòng ngủ thứ hai kết hợp với phòng vệ sinh. Đi về phía trước là lan can cầu thang, ban công, phòng ngủ thứ hai. Đi về phía ban công là lối đi lên lan can. Rồi, bây giờ ta sẽ lên sân thượng. Đây, phía sau sân thượng sẽ là một cái kho. Đây là ý của chủ nhà, đang muốn là công năng của ngôi nhà của mình sẽ như thế này. Thì yêu cầu của chủ nhà sẽ là phối cảnh mặt tiền và bố trí nội thất bên trong công trình. Và 2X đã giải bài toán mặt tiền của công trình. Đấy, dạng như thế này. Đây, các bạn thấy. Hãy zoom lại các bạn xem. Cổng hàng rào của công trình rất là đẹp mắt và rất là mới lạ, rất là phong cách. Đây là cổng hàng rào hiện đại và mới mẻ. Đây, các bạn thấy là mặt phía trực diện của công trình. Đây, một công trình rất là chéo và theo công năng của gia chủ yêu cầu thì hãy đã giải bài toán này rất là hợp lý. Bây giờ ta sẽ xem một số mặt bên của công trình. Hãy sẽ zoom lại cho các bạn xem này. Đây, cổng hàng rào của công trình. Phía bên này sẽ là phòng khách. Phía trước này là phòng ngủ kết hợp với cửa kính và lan can, hành lang. Phía trước này sẽ là hành lang, lan can đi lên phía sân thượng. Đây, có một giàn bầu ở đây, giàn hoa quả ở đây. Đây là giàn hoa. Phía trước này chúng ta sẽ ốp đá. Và phía sau sẽ là có một cái kho. Đây là hệ lam. Rất là tươi xanh cho công trình. Đó là một mẫu nhà phố mang phong cách rất là hiện đại theo yêu cầu mặt bằng của gia chủ để có thể phối lên mặt tiền, mang phong cách dáng vẻ hiện đại, trẻ trung và mãi mãi với thời gian. Công trình này được làm cho anh Phát tại quận 2. Thì cảm ơn anh đã tin tưởng đơn vị. Hãy chúc anh sẽ sớm hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế những mẫu nhà phố tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh thì hãy liên hệ ngay với đơn vị 2X để được thiết kế những mẫu nhà phố mới và lạ. Thì các bạn hãy liên hệ để được tư vấn và thiết kế. Cảm ơn các bạn đã xem clip của nhà đẹp CanCX. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, được up hàng ngày, hàng tuần trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.